Thưa quý vị, thả diều không chỉ là trò chơi dân dã và giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc, mà với người lao động Việt Nam thì cánh diều còn mang nhiều ý nghĩa về tín ngưỡng. Ý nghĩa sâu xa của các hội diều tại các làng quê là lễ cầu của cư dân trồng lúa nước. Đó là hình ảnh diều gặp gió vươn cao, sáo diều ngân nga, tức là lễ hội thành công, báo hiệu năm ấy mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Vâng, và qua cánh diều thì nông dân cũng nhận biết được thời tiết mưa nắng để dự liệu việc đồng áng. Đây là vốn tri thức được truyền qua các thế hệ. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa thì thú chơi diều cũng đang đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng tại các làng chơi diều truyền thống thì những nghệ nhân và người dân làng nghề vẫn miệt mài giữ lại cái hồn cho cánh diều Việt, như làng diều Đại Trà, Kiến Thụy hay làng Hà Đới, huyện Tiên Lãng của Hải Phòng, làng diều nghìn tuổi Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Ngày hôm nay thì chương trình Chúng Tôi Chuyển Động sẽ kể cho quý vị nghe về một câu chuyện thú vị về một nhân vật đã đưa cánh diều của Việt Nam vươn ra thế giới. Đó chính là ông Quan Hằng Cao. Và ông Cao cũng là người đã đưa hình tượng tiên trên chạm khắc của ngôi đình làng Sứ Đoài hiện thực hóa sống động trên cánh diều. Và đặc biệt hơn nữa là cánh diều này đã tham dự nhiều lễ hội diều lớn trên thế giới, góp phần quảng bá nét văn hóa truyền thống của người Việt đến với đông đảo bạn bè quốc tế. Vâng, và không phải là chỉ có hình ảnh tiên trên chạm khắc đình làng Việt được đưa vào những cánh diều này đâu ạ, mà tôi còn được biết là rất nhiều hình tượng truyền thống của văn hóa Việt Nam như là tranh Đông Hồ, hình tượng rồng hay là hình tượng chú tếu thì cũng được thể hiện trên cánh diều, góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế. Hình ảnh cánh diều tiên xuất hiện tại lễ hội diều quốc tế được tổ chức ở bãi biển Trevia, miền trung nước Ý. Đôi diều tiên này ngay lập tức thu hút nhiều ống kính máy ảnh của phóng viên cũng như du khách có mặt tại lễ hội diều bởi sự độc đáo riêng có, thể hiện văn hóa truyền thống của một đất nước. Không chỉ có hình tượng tiên được đưa lên cánh diều, trong lễ hội này, những hình tượng như chú tếu trong nghệ thuật múa rối của Việt Nam, tranh Đông Hồ đám cưới chuột, hình tượng chim hạc, khuê văn các, múa rồng cũng được đưa lên bầu trời quốc tế thông qua cánh diều và được đông đảo du khách quốc tế chiêm ngưỡng. Chủ nhân của những con diều này là ông Quan Hằng Cao. Ông Cao là người Việt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh. Ông cũng là thành viên của Hiệp hội Diều quốc tế. Mỗi kỳ nghỉ, ông Cao lại quay trở về quê hương Việt Nam, nơi có tuổi thơ gắn bó với cánh diều. Ông đi khắp các vùng đồng bằng Bắc Bộ, tìm hiểu văn hóa truyền thống của người Việt, tìm các cao nhân trong làng diều, kết hợp với vốn hiểu biết về khí động học khi còn là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sáng tạo nên những con diều mang hơi thở, hồn cốt Việt Nam. Cái nguyện vọng của mình, khao khát của mình là đưa văn hóa Việt Nam giới thiệu với thế giới và cộng đồng diều thế giới và cho bà con thế giới biết đến Việt Nam thông qua những cánh diều. Những con diều được ông tự may bằng loại vải diều riêng biệt, kết hợp với chất liệu như tre hay carbon, cùng với một chiếc sáo diều gợi âm thanh về làng quê Việt Nam như một tiếng lòng của con người xa quê luôn trăn trở quảng bá văn hóa đặc sắc của người Việt ra với thế giới. Hiện tại, ông Cao đang phát triển dòng diều mới được chơi ở trong nhà, thay vì thả diều bên ngoài như trước đây. Loại diều này đang được người chơi diều trên thế giới ưa chuộng. Để quảng bá cho văn hóa Việt Nam, ông Cao cũng đưa những hình tượng truyền thống Việt Nam lên cánh diều để bạn bè quốc tế hiểu và thêm phần mến mộ văn hóa Á Đông. Như vậy chúng ta có thể thấy là chỉ từ những con diều nhỏ bé thôi cũng có thể chở hình tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam giới thiệu với cộng đồng quốc tế. Và có thể thấy là ông Cao là một con người rất là thầm lặng từng bước đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đúng không anh Tiên Minh? Vâng, đúng là như vậy. Và trở lại cùng với cánh diều tiên trên chạm khắc của đình làng Việt, tôi thấy có một câu chuyện rất là thú vị. Từ những bức ảnh trong triển lãm Rồng và Tiên tại Paris được tổ chức năm 2012, ông Cao đã mày mò nghiên cứu và phải mất 4 năm trời, cánh diều ấy mới có thể bay được bởi kết cấu khá độc lạ so với những cánh diều trước đó. Và nhờ sự giúp đỡ của nhóm đình làng Việt, ông Cao đã về lại chính ngôi đình Phú Xuyên thuộc xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội, nơi có hình tượng tiên được chạm khắc và cũng là ý tưởng giúp ông Cao hiện thực hóa trên cánh diều của mình. Để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này, Nông thôn Chuyển động mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên Nông thôn Chuyển động với hai vị khách mời, ông Quan Hằng Cao, thành viên của Hiệp hội Diều quốc tế và ông Nguyễn Đức Bình, thành viên nhóm đình làng Việt, hiện đang công tác tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngay tại chính ngôi đình Phú Xuyên. Trước hết thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Cao, cơ duyên nào đã giúp ông hiện thực hóa ý tưởng đưa biểu tượng tiên trong chạm khắc của các ngôi đình vào con diều? Cơ duyên là tôi năm 2012 ở Paris, tôi có gặp anh Bình và anh Thế, hai anh đã đi làm cuộc triển lãm giới thiệu với bà cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về Rồng ở Tiên. Tôi gặp hai anh đó và
tôi cứ đẩy ý tưởng và trao đổi với các anh đó, tôi muốn đưa tiên của đình làng Việt giới thiệu ra với thế giới thông qua những kênh chiều. Khi mà sau tôi lấy được số tư liệu, những bức ảnh của anh Bình và anh Thế trong cuộc triển lãm đó, thì về trên cơ sở đó tôi làm những đôi diều tiên đầu tiên, thì chúng rất vất vả để nó bay. Thứ nhất là về cơ chế khí động học, tôi mất 4 năm rồi, cuối cùng cái đôi tiên nó mới bay. Nhưng khi nhìn lại vẫn có gì thiếu sót. Nhưng đến mãi tận năm ngoái tôi quay lại Việt Nam, anh Bình, anh Thế đã dẫn tôi đến đỉnh Phú Xuyên xem cụ thể mới biết ra, à, cái đôi tiên nó còn thiếu rất nhiều chi tiết, không đúng với phiên bản chính của đỉnh Phú Xuyên. Chính vì vậy tôi hôm nay mới làm chế tác lại một đôi tiên đúng hệt với lại phiên bản chính của đỉnh Phú Xuyên. Trong nét văn hóa truyền thống của người Việt thì có rất nhiều hình tượng. Vì sao ông lại chọn hình tượng tiên mà không phải là những hình tượng khác? Tôi đã tham gia rất nhiều các lễ hội diều quốc tế trên thế giới, và rất nhiều các quốc gia trên thế giới họ đưa diều tiên vào trong các cái cánh diều của họ. Nhưng diều tiên họ đưa vào những cánh diều của họ không có chiều sâu lịch sử và không có hình tượng rõ ràng, mà chỉ làm cái hình mờ mờ gọi là tiêu biểu là tiên. Nhưng tôi thấy là tiên của Việt Nam nó có chiều sâu lịch sử và có nhiều cái mang đặc trưng độc đáo, không có nước nào trên thế giới có. Chính vì vậy tôi chọn tiên của đình làng Việt để đưa vào những cái diều. Câu hỏi tiếp theo xin được hỏi ông Bình, ông có cảm nghĩ như thế nào khi thấy hình tượng tiên trong cánh diều Việt được quảng bá sâu rộng ra thế giới? Trong tất cả các loại hình nghệ thuật thì đối với đình làng Việt thì đây là một cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng là nó thỏa mãn được cả những cái người như là nhà nghiên cứu chúng tôi lẫn những người ứng dụng các cái mô típ trang trí của đình làng vào trong những cái đời sống. Ví dụ ngay bản thân như là cái diều chẳng hạn thế. Chúng ta biết thì cái diều thường thường nó mang một cái hình khá giống nhau, mới như cánh cung ấy. Nhưng mà để cho một cái hình tượng nó trở thành hình tượng nghệ thuật của người Việt, ví dụ như là cái hình tượng tiên gắn với cả cha rồng mẹ tiên, lạc long quân lấy báo cơ, rồi nói về nguồn gốc của chúng ta mà lại hình tượng hóa bằng cánh diều được bay, và lại nó lại xuất phát từ cái chạm khắc đình làng, từ những cái sáng tạo của cha ông và hàng mấy thế kỷ trước, thì chúng tôi thấy rằng là đây là điều rất mừng, và đây là một cái hướng đi mà đáng để cho tất cả những người mà đang làm công tác sáng tạo phải học hỏi. Con diều của Việt Nam nó mang một cái bản sắc văn hóa mà chính ra là không hiểu như nào, nhưng mà cháu nghĩ rằng là có lẽ những hộ lễ hội chơi diều ấy, nhiều người cũng thấy rằng là quá như cánh diều nó giống nhau, mà ở đây bác Cao đã mang một cái sắc thái riêng của người Việt, của cái tinh hoa Việt. Dưới góc độ của một nhà nghiên cứu văn hóa, xin được hỏi ông Bình, hình tượng tiên trong chạm khắc của ngôi đình làng Phú Xuyên thì có ý nghĩa như thế nào? Đối với cái hình tượng này ở trên đỉnh Phú Xuyên, thì trong như chúng ta đã biết là trong cả một cái chiều dài của vùng xứ Loài, thì vào những năm đầu của khi mà bắt đầu thành lập có ngôi đình, thì hình tượng tiên đã bắt đầu là có ở trong các ngôi đình. Và chúng ta như biết từ bên vùng bên Phú Thọ cho đến ở đây là Phú Xuyên, rồi đến về xa hơn nữa là vùng ví dụ như là đình Tường Phiêu, rồi Tây Đằng cũng có rất nhiều cái vùng này đều có những hình tượng tiên. Hình tượng tiên này nó xuất phát được tiếp thu từ nghệ thuật Lý Trần trong nghệ thuật Phật giáo, rồi được hình tượng hóa trong nghệ thuật điêu khắc dân gian đình làng. Được biết ông Cao đã rất nhiều lần đưa cánh diều tiên tham dự các triển lãm quốc tế khác nhau và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ông có thể chia sẻ về những cái lần tham dự đó. 2015 được giải ba ở Malaysia về diều sáng tạo. 2016 thì đã được ở Hiệp hội diều châu Âu công nhận và được giải cúp, tức là hàng năm vinh danh là một nghệ nhân diều, là một người chơi diều và có đóng góp sáng tạo cho cộng đồng diều thế giới. Và mới nhất đây là đôi diều tiên này đã được vua Brunei ký tặng và chứng nhận là bay đầu tiên ở Brunei trong lễ hội diều quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Brunei hôm 17 tháng 3 vừa rồi. Xin được cảm ơn hai vị khách mời.
Vâng, thưa quý vị, hình tượng tiên trên cánh diều vô cùng độc đáo, ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng chơi diều quốc tế. Thế nhưng khi cánh diều tiên đã bay đi khắp thế giới thì ông Cao vẫn đau đầu một suy nghĩ, đó là hình tượng tiên đấy xuất phát từ đâu? Ai dám minh chứng rằng tiên ấy là của Việt Nam? Và rồi lần trở lại Việt Nam năm 2018 đã cho ông câu trả lời khi gặp lại hai người bạn đồng hương khi xưa, đó là họa sĩ Trần Hậu Yên Thế và ông Nguyễn Đức Bình đang công tác tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Và hành trình trở về ngôi làng Phú Xuyên đã giúp ông Cao hoàn thiện đôi diều tiên anh tiên trị đúng với nguyên bản, đầy đủ chi tiết và kịp tham dự vào lễ hội diều quốc tế được tổ chức tại Brunei từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 năm 2019 vừa qua. Mới đây thì ông Cao một lần nữa đã quay trở về ngôi đình làng Phú Xuyên, báo công lên thành hoàng làng những gì mà mình đã và sẽ làm với đôi diều tiên. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Hôm nay, ông Cao cùng một số thành viên của nhóm Đình Làng Việt trở lại ngôi đình làng Phú Xuyên, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội để báo công với thành hoàng làng. Mới đây, đôi diều tiên của ông khi tham dự lễ hội diều quốc tế được tổ chức tại Brunei đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và vinh dự được đích thân quốc vương Brunei ký tên lên cánh diều. Tôi không thể ngờ được là cái biểu tượng lại được giải. Vì chúng tôi nghĩ rằng cái đơn giản nhất là cái lúc bấy giờ của người xưa, khi làm đến một cái đình thì các tay nghề của chạm trổ và cái trang trí của thời lúc bấy giờ để cho một cái góc nhỏ của một cái địa phương thôi. Thế mà đến thời đại bây giờ lại được nên để thế giới biết đình làng tôi là một điều không ngờ. Năm 2012, khi ý tưởng đưa hình tượng tiên lên cánh diều được gợi ý, ông Cao đã phải mất 4 năm trời mới khiến con diều bay lên được. Thế nhưng, hình ảnh tiên trong triển lãm tại Paris được thu thập từ nhiều ngôi đình làng, do đó khuôn mẫu tiên cũng không đầy đủ và chi tiết. Lần trở về giữa năm 2018, nhờ sự giúp đỡ của nhóm Đình Làng Việt, ông Cao đã tìm được nguyên mẫu tiên anh và tiên trị đầy đủ nguồn gốc tại ngôi đình làng Phú Xuyên. Những chi tiết bầu rượu, túi thơ đã được thêm trên cánh diều tiên anh và chi tiết gương lược và túi thơ được thêm trên cánh diều tiên trị. Từ nguồn gốc xuất xứ này, đôi diều tiên anh tiên trị của ông Cao sẽ được cộng đồng quốc tế công nhận đó là hình tượng tiên mang bản sắc của văn hóa Việt. Trên thế giới, khi mà mình đưa những tác phẩm nào đó thì người ta chỉ chấp nhận là phải có bằng chứng cái tác phẩm đấy được xuất xứ từ đâu. Chính vì vậy mà tôi mất bao nhiêu năm để tìm ra được cái xuất xứ đó và chứng minh với thế giới rằng đây xuất xứ từ đình Phú Xuyên và cụ thể từ hình ảnh và tất cả các chi tiết khác. Thì người ta mới công nhận đó là của Việt Nam. Và thực sự là bác mang một cái tâm hồn Việt, một cái hương vị Việt lên bầu trời, đi qua rất nhiều đất nước. Và thực sự là cái điều công chúng thế giới đã ghi nhận. Và cái thành công của bác cũng chính là cái thành công của bản sắc Việt. Dự kiến trong năm 2019, đôi diều tiên anh tiên trị lấy nguyên mẫu từ đình làng Phú Xuyên sẽ tiếp tục được giới thiệu tại một số lễ hội diều quốc tế được tổ chức ở Ý, Anh, Đức, Áo, Ba Lan và Indonesia. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng những nền tảng văn hóa Việt đã giúp cho ông Cao hiện thực hóa ước mơ của mình, đó chính là đưa cánh diều Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế. Và có lẽ là ông Cao sẽ còn tiếp tục chắp cánh ước mơ cho cánh diều Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa, đúng không anh? Vâng, đúng là như vậy. Và ông Cao sẽ còn có những kế hoạch nữa. Và những kế hoạch đó là gì? Nông thôn chuyển động mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên Nông thôn chuyển động với hai vị khách mời, đó là ông Quan Hằng Cao, thành viên của Hiệp hội Diều Quốc tế, và ông Nguyễn Đức Bình, thành viên của nhóm Đình Làng Việt, hiện đang công tác tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngay tại chính ngôi đình Phú Xuyên. Xin được trở lại cuộc trò chuyện với hai vị khách mời. Trở lại với cánh diều, thì cá nhân là một người rất là yêu cánh diều Việt. Vậy thì cánh diều có ý nghĩa như thế nào đối với ông? Với tôi, diều nó gần như ngấm vào máu. Từ tuổi thơ, từ hồi bé chơi chiến đi trong hoàng người ra nước ngoài. Những cái lúc mà đi làm về mệt mỏi, thả diều lên, tôi gửi gắm tất cả những cái gì mong muốn, ước mơ bay cao, bay xa, nhìn thấy cánh diều. Và mỗi lần khi đi thả diều, mỗi lần chơi diều hay mới mà làm diều xong, tôi cảm thấy mình thanh thản, sức khỏe mình khỏe lên. Đấy là một hình thức cũng là có thể là vận động. Và cuộc đời tôi không thể thiếu diều được. Nếu mà lâu lâu không đi thả diều tôi ốm. Thông qua cánh diều, ông muốn gửi gắm điều gì? Nên làm sao các thế hệ trẻ sau này, cái tuổi thơ trên thế giới bây giờ nó phát triển rất mạnh, nên là đưa cánh diều đến với tuổi thơ, các lớp dạy diều đấy, và nhất là ở Việt Nam mình rất thiếu cái đó. Cố gắng đưa các trẻ em tuổi thơ ra khỏi những cái màn hình, ra khỏi những game, đưa ra những cuộc chơi lành mạnh với thiên nhiên.
gắn bó với thiên nhiên. Cái đó thiếu ở Việt Nam, mà hiện nay trên thế giới họ làm rất mạnh, có tổ chức các cái buổi dạy và các cái trường coi như là ngoại khóa, coi như khóa học riêng cho trẻ em từ 3-4 tuổi, 5-6 tuổi cho đến 90 tuổi làm những cái điều là gì, gửi gắm ước mơ vào đấy. Tất cả mọi cái đấy là thế giới họ đã phát triển rất mạnh. Tôi chỉ muốn nhấn nhủ làm sao Việt Nam mình làm sao phát triển và gửi gắm cái đó vào với tuổi thơ. Và thêm nữa là truyền tải văn hóa của Việt Nam ra với thế giới với thông qua những cái diều và để thế giới biết đến Việt Nam thông qua những cái diều. Ông có thể chia sẻ về cách sử dụng các cái chất liệu trên mỗi một cánh diều? Hiện tại trên thế giới thì những người người ta đánh giá những người làm diều loại tức là hàng đầu ấy là những người là may khảm diều chứ không vẽ diều. Vẽ diều rất đơn giản, nhưng mà may khảm diều mới thể hiện là cái trình độ của anh, làm sao anh khép lại các miếng ấy. Thì chính vì thế tôi mất rất nhiều thời gian cắt từng chi tiết một, ghép lại bằng máy, thì mà nhất là phải tính toán cân bằng giữa trái và phải làm sao con diều nó lên, nó không bị lệch. Xin được hỏi ông Bình là cánh diều có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người Việt Nam ạ? Thực sự là cái việc mà như bác Cao nói ấy, là cái chơi diều ấy, thì người Việt thì cũng đã nhiều năm rồi. Và hiện nay ở các làng quê vẫn thấy, ví dụ như chúng ta về Thái Bình vẫn thấy có những cánh diều mà bay vi vu suốt cả đêm cả ngày. Đặc biệt là trong cái chơi diều đối với trong giai đoạn hiện nay, trong giai đoạn công nghệ 4.0 hiện nay ấy, thì tôi thấy rằng là trẻ con được tiếp cận với những cái loại hình như diều còn ít quá. Bởi vì ở đây là diều là không phải là mua sẵn mà làm và để bay được. Nó liên quan đến lĩnh vực còn khoa học. Ví dụ như bác Cao là người rất giỏi về khí tượng học và bác mới sáng tạo được ra con diều. Và ở đây ấy, thì cũng như bác Cao nói rằng là làm sao chúng ta có những cái thú chơi lành mạnh, sáng tạo mà chấp cánh ước mơ cho trẻ em ấy. Đấy là cái quan trọng. Theo ông, các nhà quản lý văn hóa cần có động thái như thế nào để quảng bá những nét truyền thống văn hóa của người Việt với bạn bè quốc tế nhìn từ sự kiện Diều Tiên vươn ra thế giới? Tôi nghĩ là trong giai đoạn vừa qua thì chính phủ cũng đang làm rất nhiều việc, ví dụ như là đang huy động là những cái gọi là thương hiệu quốc gia về văn hóa. Tôi nghĩ rằng là ngoài áo dài là một cái biểu tượng mà có thể làm thương hiệu quốc gia, rồi ví dụ như là các cái món ăn cũng là biểu tượng quốc gia, hoặc là những thắng cảnh cũng biểu tượng quốc gia, thì cánh diều cũng là, tôi nghĩ nếu mà cái phương pháp làm như thế này nó rất thu hút được du khách đến với Việt Nam, biết đến Việt Nam nhiều hơn, và đặc biệt nó cũng phải trở thành một cái biểu tượng của quốc gia. Sau triển lãm cánh diều với hình tượng tiên thì ông có ý tưởng gì mới cho những cánh diều tiếp theo của mình? Tôi có trao đổi với anh Bình, anh Thế và anh chị em ở đây là tôi muốn là gì? Sắp tới sẽ ở Việt Nam thì sẽ ra một dòng diều mới, tức là dòng diều tiên đình làng Việt. Và trong đó sẽ rất nhiều các tiên của các đình làng khác nhau, anh Bình nghiên cứu văn hóa sẽ cung cấp cho tôi để tôi gửi là hy vọng một ngày không xa sẽ có một triển lãm đầy đủ về các cánh diều tiên của các đình làng khác nhau của đình. Xin được cảm ơn hai vị khách mời. Con diều trong ký ức tuổi thơ của nhiều người đã trở thành con diều đưa hình tượng văn hóa Việt quảng bá sâu rộng với bạn bè quốc tế. Con diều như một sợi dây kết nối văn hóa để tình yêu con diều của cá nhân trở thành tình yêu với cộng đồng. Và dù có đi khắp bốn phương trời, một phần văn hóa Việt và biểu hiện là con diều vẫn luôn trong tâm thức của mỗi người Việt. Và chúc cho những dự định tương lai của ông Quan Hằng Cao sẽ trở thành hiện thực.